烈焰在乱灼，灼痛应放手，手偏仍渴望拥有，有过了折磨，有伤口。是恨或是爱，爱这亦爱透，透得完半夜苦透。透过这铃声碎片踪迹，难追究，难追究。真真假假，飘飘忽忽，会刻困惑泪流。我与你怎去断定谁属错友？谁人活一生内疚？难参透，纷纷扰扰，事事点点，撇开我便自由。偏偏心中的思念从未妥协，如何被洗刷净化？仍即隐去悠悠。敦敦，敦敦，có phải là thật không？ Tình của ông đó chết thật rồi à？ Ông thật độc ác mà， ông đã hủy diệt hạnh phúc nửa đời trước của tôi rồi. Tại sao bây giờ hạnh phúc nửa đời sau của tôi cũng không chịu buông tha chứ? Ông có chết 100, 1000 lần cũng không bù đắp lại được đâu. Bảo Y, con đừng vậy mà. Má à, ba con đã... Sao con còn gọi ông là ba chứ? Tất cả cũng tại con đó. Tại sao con lại nhìn nhận ổng chứ? Con không nhìn nhận ổng thì chú con sẽ không chết đâu. Con có biết không? Con đừng gọi ổng là ba nữa. Bảo Y, con đừng chửi Tân Tân như vậy mà. Chuyện của Tử Tú, cả nhà có ai không đau lòng chứ? Ông tệ cỡ nào đi nữa cũng là ba của con. Con không được gọi ổng là ba. Con không được gọi, con có nghe không? Bảo Y, con sao rồi? Gì? Bảo Y, con có sao không? Gì sao rồi vậy? Bảo Y, Julia. Dạ. Xét nghiệm sợi tóc, muốn thử tay nghề hả? Đừng có lo, chỉ cần sợi tóc có bao đang là được rồi. Cô làm PCR trước, sau đó xét nghiệm ADN. Ok, tôi biết làm sao rồi. Theo cảnh sát cho biết á, sợi này là tìm được ở trên đầu của nạn nhân. Không biết là cái gì nữa. Coi bộ là một loại sợi nhân tạo rất là dày. Dây đai có màu sắc đó. Thảm sàng, nhất định là thảm sàng. Kết quả ADN có rồi. Cái ADN trên tóc và ADN của vết máu trong móng tay có giống nhau không? ADN trên tóc và ADN của vết máu trong móng tay hoàn toàn phù hợp. Vậy tức là cùng một người. Bản báo cáo xét nghiệm xác định loại sợi trên đầu của Điền Thế Nam phù hợp với loại sợi của tấm thảm này. Có lẽ trước khi ông ta chết đã lăn xuống đất. Vậy một người trong tình trạng nào mới lăn xuống đất vậy? Có nhiều tình trạng lắm đó. Nè, giống như hai người làm tình vậy, cũng nằm xuống đất mà. Nè, đừng có nói bậy mà. À, anh Nguyên à, có lẽ ông đánh nhau với Đỗ Tử Tuấn, một nạn nhân khác, lăn xuống đất dính trúng thôi. Rốt cuộc là Điền Thế Nam đã giết Đỗ Tử Tuấn, sau đó lái xe rời khỏi đây, rồi uống thuốc độc tự tử ở trên núi. Nhưng mà báo cáo xét nghiệm thì cho biết trong bao tử của nạn nhân còn có mì ăn liền chưa tiêu hóa kịp. Tôi tin rằng ổng chưa ăn xong tô mì thì đã bị người ta đầu độc mà chết. Nè, giả thuyết sau khi ông trúng độc rồi té xuống tấm thảm này, cho nên trên tóc đã dính loại sợi của tấm thảm. Sau đó hung thủ đã khiêng ổng lên xe và chở lên núi, dựng một cảnh giết người xong tự mình tự tử. Nhưng mà hàng xóm của nạn nhân nhìn thấy Điền Thế Nam lái xe rời khỏi nhà vào lúc 12 giờ. Nhưng như khẩu cung của cổ là thật thì giả thuyết của chúng ta phải lật lại rồi. Nhưng mà khẩu cung của cô Trương đó nói không xác định được người lái xe đó là Điền Thế Nam kia mà. Phải đó anh Nguyên, không lý nào người lái xe lại bấm còi vào ban đêm. Rõ ràng nó muốn làm người ta chú ý để cảnh sát chúng ta tưởng rằng Điền Thế Nam chưa chết lái xe ra khỏi nhà. Vậy người tài xế có lẽ là hung thủ. Chúng ta tìm được một sợi tóc màu cam ở trên xe của Điền Thế Nam. Sau khi xét nghiệm ADN xác nhận phù hợp với vết máu trên người của Đỗ Tử Tuấn. Đồng thời chúng ta tìm được vết son màu tím trên người Đỗ Tử Tuấn. Vậy hung thủ... Anh Nguyên, alo, alo, cho gặp ông Điền. Ông là ai vậy? Tôi là luật sư Lâm. Còn ông là ai? Tôi là thanh tra Tăng Nhân Nguyên.
Thanh tra, không lẽ ông Điền đã gặp chuyện gì? Ông mới vừa qua đời. Cái gì? Qua đời? Ông tìm ông có chuyện gì? Tôi là luật sư tư nhân bên Mỹ của ông Điền. Mấy hôm trước á, ông có nhờ tôi sửa lại bản di chúc dùng cho ông. Bây giờ tôi muốn báo cho ông biết bản di chúc đã sửa xong rồi. Sửa di chúc? Phải, đúng vậy. Luật sư Lâm, tôi nghĩ phải phiền ông đến Hồng Kông một chuyến. Alo. Thật ngại quá, cô Niếp vừa mới ăn cơm trưa xong. Tạm thời cổ sẽ không tiếp nhận bất cứ cuộc phỏng vấn nào. Mong cô hiểu tâm trạng của cổ giùm. Má, cảm ơn nhiều. Lại là cái giả gọi tới à? Phải đó, con yên tâm đi. Má đã nói họ đừng có gọi tới nữa. Con vô phòng trước nha. Có phải con không vậy? Con còn giữ tấm hình chụp cái tên con đó à? Chứ Tuấn chưa chắc bị ba giết đâu. Con không cần binh dịch tên con đó nữa. Có phải con muốn làm má tức chết con mới vừa lòng không? Trời ơi, hai người nhường nhịn một chút đi. Miller, mở cửa đi. Đừng vậy mà, con phải giữ gìn sức khỏe của mình chứ. Chào. Sếp Tân, sếp điều tra ra sao rồi? Có điều tra được hung thủ không? Tên hung thủ đó sợ tội tự tử, cần gì phải điều tra nữa chứ? Chúng tôi nghi ngờ Điện Thế Nam không phải là tự tử mà bị người ta mua sắt. Ý sếp tức là con người giết chết ba và chú Tuấn, sau đó chở xác ba lên núi, dựng cảnh sợ tội mà phải tự tử. Đây chỉ là sự suy đoán ban đầu, không có chứng cứ xác thực. Tại sao hung thủ phải làm vậy? Chúng tôi cũng muốn biết, cho nên đến đây tìm chị để lấy tin tức. Ví dụ họ có thù oán với ai, hoặc là có sự xung đột trên lợi ích với ai hay không. Con người của anh Tuấn tôi hiểu rất rõ, anh hiền lành lắm, anh không có mất lòng ai đâu. Vậy cô ba của em? Em không biết nữa, ba em không có bạn bè ở Hồng Kông. Nhưng mà em đã từng nghe ba nói, ba có người anh hai ở bên Mỹ. Anh cũng đã thông báo cho ông trở về Hồng Kông nhận xác rồi. Còn những việc khác em cũng được rõ lắm. Mấy tình tương dài như Điện Thế Nam, thích chơi gái, dĩ nhiên là nhiều kẻ thù rồi. Chắc chắn người ta cố tình muốn giết ổng thôi. Còn anh Tuấn thì không may, đến đó đã bị người ta giết đi diệt khẩu luôn. Tình cốm này đúng là hại mình hại người mà. Ba đừng nói vậy mà, ba cũng là người bị hại thôi. Thật ngại quá, chúng tôi xin phép. Nếu có manh mối gì á, gọi điện cho tôi. Bye bye. Bye bye. Này làm gì vậy? Làm gì vậy? Cô Lý Bảo Yến, tôi có thể làm cuộc phỏng vấn với cô không? Cái chân của chồng cô có phải đã đem lại đặt kích lối cho cô không? Có gì để nói, mấy người đi đi. Điện Thế Nam đã chết chung với chồng cô mà. Cô có cảm nghĩ gì? Nè, tôi là cảnh sát, nếu mấy anh không đi, tôi thưa mấy anh xâm nhập dân cư bất hợp pháp đó. Đi đi. Số của cô sát phụ không? Tiền tài trong túi sách của cô có thể lấy tựa hát quá phụ đó. Họ thật là quá đáng mà. Trong lúc này mà còn hỏi những vấn đề đó nữa. Má, má có sao không? Không biết có phải là má sát phụ thật hay không nữa. Má, má đừng nói vậy mà. Ông Điền Thế Đông, ông đến gần coi có phải là Điền Thế Nam em trai của ông không? Chừng nào tôi có thể giữ lại xác của em tôi? Tôi muốn sớm đưa nó về bên Mỹ an táng. Làm xong thủ tục là được. Tôi muốn nói vài câu với ông, có thời gian không? Được. Ông đi, mời ngồi. Tôi giúp được gì cho sếp đây? Tôi muốn tìm hiểu hoàn cảnh gia đình của ông, quan hệ giữa ông và em trai của ông là như thế nào. Tôi và Thế Nam là anh em ruột. Xưa nay tình cảm của chúng tôi rất tốt. Vào 20 mấy năm trước, chúng tôi và ba tôi di dân tới Mỹ, cùng nhau lo việc làm ăn của gia đình. Tuy rằng hồi còn trẻ nó bay bướm một chút, quen bạn bừa bãi, nhưng mà sau cùng nó cũng tu tâm dưỡng tánh, nghe lời của ba tôi, cưới vợ và sinh con luôn. Nhưng thật đáng tiếc, vào năm ngoái, vợ và con cái của nó đã qua đời trong một vụ tai nạn giao thông. Con người của nó đã thay đổi hẳn, làm ăn thì không lo, lại không chịu gặp ai, lúc nào cũng lấy rượu để giải sầu. Suốt cuộc một mình nó từ bỏ về Hồng Kông. Tôi biết nó đã chịu sự đả kích rất lớn. Tôi làm anh nên cùng nó trở về Hồng Kông để giải buồn. Nhưng mà tôi phải lo việc làm ăn, không đi đâu được. Thật không ngờ nó lại làm chuyện dại dột như vậy. Ông cho rằng ông ấy nhớ vợ và con cho nên mới tự tử, có phải không? Đúng vậy. Nhưng mà cảnh sát không bài trừ khả năng ông bị người ta mưu sát. Mưu sát à? Em trai của ông có thù oán với ai trong chuyện làm ăn hoặc là đời sống riêng tư không?
Nó trở về Hồng Kông đã lâu, và tôi cũng không có liên lạc với nó nữa. Tại sao cảnh sát các anh lại nghi ngờ nó không phải tự tử? Chúng tôi chỉ suy đoán thôi, vẫn chưa có chứng cứ xác thực. Tôi mong rằng sếp điều tra cho kỹ. Tôi không muốn em tôi bị chết oan ức như vậy. Ông yên tâm, chúng tôi sẽ cố gắng. Không lẽ giống như Điền Thế Đông đã nói, là Điền Thế Nam em trai của ổng vì nhớ vợ con mà tự tử? Đâu có gì lạ, vợ và con cái của ổng đều chết cùng một lượt. Nếu là tôi cũng chịu đựng không nổi. Nếu như là tự tử, tại sao ổng không tự tử trong lúc ổng đau lòng nhất, mà phải chờ đến ngày hôm nay chứ? Cũng khó nói lắm. Có lẽ ông suy đi nghĩ lại, cảm thấy cuộc sống không có gì để luyến tiếc, trong lúc nông nổi chuyện gì cũng làm được. Anh Hai Nguyên, anh Hai Nguyên, luật sư bên Mỹ của Điền Thế Nam đã đến rồi. Tôi là thanh tra Tân Nhân Nguyên. Sếp Tăng, xin chào, Mạc Thiên Lâm. Mời ngồi. Được. Thật ra tôi không những là luật sư tư nhân của Điền Thế Nam, tất cả việc làm ăn và gia sản của gia tộc Điền Thị đều do phòng luật sư của tôi phụ trách. Vậy tức là ông hiểu rất rõ về hoàn cảnh của Điền Thế Nam, có đúng không? Có thể nói như vậy. Vậy Điền Thế Nam có thù oán với ai trong chuyện làm ăn hay không? Tôi quen với ông Điền đã lâu, con người của ông rất là phân minh, làm ăn cũng rất là công bằng, ít có thù oán với ai. Vậy giống như Điền Thế Đông đã nói rồi, sếp đã gặp Điền Thế Đông sao? Phải, ông đã nhận xét của Điền Thế Nam rồi. Vậy là ông còn có chút nhân tính. Tại sao ông nói vậy? Thật ra tình cảm giữa hai anh em họ xưa nay cũng không được tốt. Có lẽ em của ông tài giỏi quá, cây to thì đón gió, lúc nào người anh hai cũng ganh với người em. Bà của họ chính vì nhìn thấy điểm này, cho nên đã chia gia sản cho họ từ lâu, để họ tự phát triển riêng. Nhưng mà đáng tiếc, chuyện làm ăn của ông Điền Thế Đông mới càng ngày càng tệ. Đôi lúc có kêu người em cho mượn tiền. Vào mấy năm trước, lúc bà của họ qua đời, thì tất cả di sản chỉ để lại cho mình Điền Thế Nam thôi. Điền Thế Đông rất là tức giận. Hai anh em còn cãi nhau một trận nữa. Ông nói người em trai dụ dỗ người cha muốn chiếm hết gia sản một mình. Vậy theo ông được biết, gần đây chuyện làm ăn của Điền Thế Đông có nảy sinh vấn đề gì không? Tôi nghe nói gần đây việc làm ăn của ông rất là tệ, còn bị kẹt một số vốn, đi vay tiền người ta khắp nơi, xoay sở không được. Ông có tìm Điền Thế Nam để giúp đỡ hay không? Điều này thì tôi không rõ, và Điền Thế Nam cũng không có nói với tôi. Nè, lần trước ông có nói trong điện thoại là ông Điền Thế Nam sửa đổi di chúc. Thật ra là chuyện thế nào? Ngoại trừ người anh ra, ông Điền Thế Nam không có người thân nào khác hết. Cho đến khi ông ấy tìm được Niếp Tân Tân, đứa con rơi của mình ở Hồng Kông, thì ông dặn tôi là sửa di chúc. Chuyện sửa di chúc ông Điền Thế Đông có biết hay không? Ông hoàn toàn không biết, chỉ có mình tôi biết thôi. Vậy Điền Thế Đông có biết Điền Thế Nam có đứa con rơi ở Hồng Kông không? Tôi tin rằng ông không biết. Nè, giả thuyết Điền Thế Nam không có đứa con rơi, nếu ông chết rồi, người thừa kế số di sản đó có phải là Điền Thế Đông không? Hoàn toàn chính xác. Theo quy tắc của gia tộc Điền Thị, gia sản chỉ có thể để lại cho người có cùng huyết thống. Vậy chừng nào ông tuyên đọc di chúc? Chiều hôm nay, trong phòng của ông Điền Thế Đông ở khách sạn. Tôi nhất định đến. Được, vậy tôi phải về chuẩn bị mọi việc. Cảm ơn luật sư Lâm. Cảm ơn sếp Tăng. Lát nữa tôi liên lạc với ông. Ok, tạm biệt. Ra đi. Dạ. Mời ông. Vậy tức là Điền Thế Đông đã nói dối rồi. Chắc chắn là Điền Thế Đông vì số gia sản mà giết chết em mình. Nhưng mà lúc Điền Thế Nam chết, Điền Thế Đông vẫn còn bên Mỹ. Ông có chứng cứ không có hiện trường? Khờ quá, giết người cần gì phải ra tay, cần một sát thủ là được rồi. Nói vậy ông che giấu quan hệ giữa ổng và em ổng thì đáng để nghi ngờ rồi. Chúng ta có cần mời ổng đến đây hỏi chuyện? Khoan đã, đây là manh mối duy nhất của chúng ta. Chúng ta cho người theo dõi ông ta 24/24 đi. Dạ sư. Mời hai vị ngồi, lên đây làm việc hai vị quá. Ông đừng nói vậy, chúng tôi vì công việc thôi. Luật sư Lâm à, hay là tuyên đọc di chúc đi, đừng nên làm phí thời gian của sếp Tăng nữa. Hay làm vậy đi, chúng ta đợi lát nữa còn chưa đông đủ mà. Chưa đông đủ à? Để tôi mở. Hai. Hello, tôi là Niếp Tân Tân, ông là luật sư Lâm hả? Đúng vậy. Niếp Bảo Ngôn, dì của Tân Tân. Hai, hân hạnh được quen. Nè, Tư Nhiên. Cảm ơn. Có lẽ là hai người chưa quen đâu hả? Để tôi giới thiệu nghe. Ông Điền Thế Đông, anh hai của ông Điền Thế Nam. Niếp Bảo Ngôn. Cô Niếp Tân Tân. Hello. Cứ Tự Nhiên. Cảm ơn. Ông Điền à, cô Niếp Tân Tân chính là con ruột của ông Điền Thế Nam. Đứa con ruột? Thế Nam có đứa con ruột sao tôi không biết vậy? Đúng vậy, chính miệng ông Điền Thế Nam lúc còn sống, ông đã nói với tôi. Ông ấy còn dặn tôi là sửa lại bản di chúc. Bây giờ tôi xin tuyên đọc bản di chúc với mọi người. Theo bản di chúc của ông Điền Thế Nam, tất cả di sản của ông sẽ thuộc sở hữu của cô Niếp Tân Tân. Không thể nào, không thể nào. Thật sự Thế Nam không có con. Cô à, cô hỏi gì vậy?
Tôi theo họ má tôi, họ Níp đó. Cô nói cô là con của Thế Nam, cô có chứng cứ gì? Trong một năm biết bao nhiêu đàn bà tới nhà họ điều chúng tôi nói bậy bạ. Nè, ông nói vậy là ý gì đây? Luật sư Lâm, quy tắc vào họ điền chúng tôi là người thừa kế di sản nhất định phải là người thân của nhà họ Điền. Cô này thật sự không có tư cách tranh giành di sản với tôi. Ông Điền, ông đừng nên nóng giận như vậy. Nếu ông muốn biết Tân Tân có phải là con gái của Điền Thế Nam không, đi xét nghiệm ADN là có thể biết được rồi. Phải thì sao? Cổ không phải họ Điền, là đứa con rơi. Dù cho cổ không phải họ Điền, chỉ cần xác định được cổ có quan hệ huyết thống với Điền Thế Nam thì cổ có tư cách thừa kế tất cả di sản. Được, mọi người cứ tự nhiên. Ông không dễ mến như anh đã nói đâu. Buổi sáng và buổi chiều ông như hai người hoàn toàn khác nhau. Xưa nay ông đều như vậy. Cô Điếp à, hy vọng là cô đừng để ý. Tôi sẽ mau chóng sắp xếp cho cô xét nghiệm ADN. Tôi sẽ không đi đâu. Tại sao vậy? Nếu để má con biết được nhất định sẽ không vui. Điền Thế Nam chỉ định Tân Tân là người thừa kế duy nhất số di sản của ổng, nên luật sư hy vọng Tân Tân làm cuộc xét nghiệm ADN xác định nó có cùng huyết thống với Điền Thế Nam hay không. Vậy là ý gì? Họ tưởng năm xưa tôi nói dối à? Chị à, chị đừng có giận. Đây là quy tắc của nhà họ Điền, chỉ có người thân mới có thể thừa kế di sản thôi. Ổng thật quá đáng. Phụng tưởng ai cũng ham tiền như họ sao? Má à, có phải má không muốn con đi xét nghiệm máu không? Cô gia đình này làm con mất mặt lắm à. Sao phải ngó đến tiền của nhà họ Điền chứ? Đừng có đụng một chút là nổi nóng mà. Bây giờ Tân Tân chỉ bằng bạc với con thôi. Không có gì bằng bạc cả. Nói tóm lại là con không được đi xét nghiệm. Chị à, phải, chúng ta không cần tiền của nhà họ Điền. Nhưng mà nếu như Tân Tân không chịu thừa kế thì quyền thừa kế sẽ thuộc về Điền Thế Đông đó. Chị mặc kệ họ. Chuyện này không phải là chuyện của chúng ta. Mặc kệ số tiền qua cửa sổ đi. Chị à, cũng khó trách nói giận như vậy. Thôi bỏ đi gì à. Tiền bạc đối với con mà nói đâu có quan trọng. Má à, chuyện gì vậy? Cảnh sát đã nghi ngờ Điền Thế Đông. Họ nghi ngờ Điền Thế Đông vì số tài sản thuê sát thủ giết chết em trai ông. Hắn mất nhân tính như vậy sao? Ông vì tiền mà giết chết em ruột của mình hả? Có thể là như vậy. Thậm chí anh Tuấn cũng có thể là do ông giết. Nhưng mà ông không ngờ có sự tồn tại của con. Hôm nay con cũng thấy rồi đó. Khi ông biết số tiền không thuộc về ông, thái độ của ông lập tức thay đổi hẳn. Đúng là cặn bã mà. Tư Tưng à, con suy nghĩ cho kỹ đi. Lỡ như để ông nhỡ nhơ ngoài vòng pháp luật và thừa kế số tiền, cô có cam tâm không? Tôi sẽ cố gắng. Tôi đưa chị về nha. Anh Tony à, bây giờ cổ cần anh lắm. Chăm sóc cho cổ nha. Tôi biết rồi. Anh cũng có thể rộng lượng như vậy. Nè. Chờ.
Sao mắt lờ đờ vậy? Ngủ không ngon hả? Không phải. Gần đây bận việc gì vậy? Cũng vậy thôi. Còn cô? Bận lắm, đang điều tra vụ án của Điền Thế Nam và Đỗ Tử Tuấn đó. Bận rộn quá ha. Ừ. Vậy có sợ lạnh nhạt với người ta không? Anh muốn nói ai gì? Hy vọng không phải là người mà tôi nghĩ. Anh Luân à, chuyện của tôi và anh Kiệt, thật ra nên nói với anh một tiếng. Cô quen với ảnh thật à? Anh cảm thấy có vấn đề à? Có. Bởi vì ảnh là anh rể của anh. Không có liên quan tới chuyện thân phận đâu. Vấn đề là nhân cách. Tôi cảm thấy đâu có gì không ổn. Ảnh không có gì. Nếu không có gì thì chị hai tôi đâu có rời bỏ ảnh. Còn nữa, con người này không có trách nhiệm. Không có trách nhiệm với gia đình. Anh không phải là một người chồng tốt. Tại chị hai anh không nói tiếng nào mà bỏ ra đi. Người không có trách nhiệm là chị mới phải chứ. Anh Luân à, anh thử đừng có thành kiến với ảnh. Bình tâm tĩnh khí, chấp nhận anh Kiệt đi. Thật ra anh không có tệ như anh nghĩ đâu. Tôi không có thành kiến. Tôi quen ảnh lâu hơn cô. Luân, sao đúng lúc vậy? Mai mốt phải nói tôi phải lên làm việc. Sao đi lẹ vậy? Ủa, hai người sao vậy? Giống như muốn tránh mặt nhau à? Có phải còn tình cảm với người ta không? Điên quá đừng nói bậy mà. Thật ra đàn ông nên coi trọng sự nghiệp. Ừ. Còn đàn bà đó. Còn đàn bà. Đàn bà thì sao? Đàn bà. Tôi không nói nữa, đi làm việc đi. Nè, nói luôn đã. Ui, ai cũng bỏ đi hết thiệt mất hứng. Bà mua thức ăn đi, tới giờ đuổi ca theo dõi tới đó rồi. Ừ. Bài học bé tiết trước mình đã photo giùm Tân rồi nè, cảm ơn nhiều. Nếu không vui vẻ thì nghỉ thêm vài ngày nữa đi. Hồi nãy trên lớp cứ thấy Tân ủ rũ mặt mày hoài. Nếu mình không đi học, mình cũng không biết phải làm gì. Mới gặp lại ba tôi thì đã xảy ra chuyện rồi. Mấy chuyện này đã định sẵn rồi. Nè Tân thử nghĩ coi, nếu Tân chưa nhận lại ổng mà ổng đã chết rồi thì thật là không đáng. Mình không biết có nên đi xét nghiệm máu hay không. Đi, dĩ nhiên là đi rồi. Số di sản lớn như vậy Tân không lấy uổng lắm đó. Bây giờ mình không phải vì tiền đâu. Ý mình không phải như vậy mà. Thật ra mình không muốn cho ổng lấy thôi. Vậy thì phải rồi, nếu để số tiền đó cho người bắt lấy, chẳng thà mình tự lấy còn tốt hơn. Lấy đi làm việc thiện cũng tốt mà. Thật ra mình cũng nghĩ như vậy. Nhưng mà má không cho mình xét nghiệm. Bây giờ nhắc đến tên họ Điền thì má đã giận đến nỗi nhức cả đầu luôn. Mình cũng biết phải làm sao. Nè, có người đang rình chúng ta đó. Chính là ổng đó. Tân Tân à, tan học chưa? Đi uống ly cà phê với bác nha. Ông được khách sao? Hôm đó bác ăn nói hơi nặng lời một chút. Nếu làm cháu không được vui thì bác xin lỗi cháu. Không cần thiết phải vậy đâu. Dù sao cháu cũng là cốt nhục của Thế Nam. Bây giờ nó không có ở đây, bác có trách nhiệm phải chăm sóc cho cháu. À, thì ra ông là bác của cổ hả? À, phải rồi. Ông chỉ nhận tôi là con ruột của ba tôi từ hồi nào vậy? Bộ không sợ tôi tranh giành gia tài với ông sao? Tân Tân à, cháu đừng trẻ con quá. Ý của bác không phải vậy đâu. Thật ngại quá, tôi phải vào học. Tân Tân. Ý, quả thật chúng tôi phải vô học đó ông bác à. Chắc ông không muốn cháu mình bỏ học chứ. Cha, nhìn ngang nhìn dọc. Hai người đâu có giống bà con đâu. Đi thôi, đi. Em thấy không muốn ăn, hai người cứ việc tự nhiên đi. Thế Tân à, chị không ăn cơm thì ai giúp trái cây đi. Phải đó, làm gì vậy? Em còn nghĩ tới người đó hả? Thật sự tên Điền Thế Đông chính là hung thủ mà. Ông còn dám đến tìm em nữa. Em rất muốn bắt ổng ngồi tù liền đó. Nhưng đáng tiếc là chúng ta không có chứng cứ. Rõ ràng biết ổng là hung thủ cũng không làm gì được. Em vô dụng quá. Nè, không phải đâu Tân Tân. Chị có thể quá bị động thành chủ động dù ổng cắn câu mà. Làm sao quá bị động thành chủ động đi? Phải đâu, tức là sao? Nè, tên Điền Thế Đông ham tiền lắm mà. Nếu Tân Tân đi xét nghiệm ADN chứng tỏ là con gái của Điền Thế Nam, vậy ổng sẽ không được đồng nào. Chà, đến lúc đó ổng sẽ nổi nóng ha. Chắc chắn mua với chị luôn. Khi ổng muốn ra tay, chúng ta tìm người bắt ổng. Nè, làm vậy sao được? Em điên rồi hả? Nguy hiểm lắm. Nè, còn đỡ hơn là ngồi ở đây đợi. Phải đó, em nghĩ chúng ta nên thử coi. Không được đâu, như vậy nguy hiểm lắm. Lỡ có chuyện gì sao đây? Vậy em sẽ cẩn thận một chút. À, em nhất định nói với sếp Tân để sếp Tân bảo vệ cho em. Anh cũng bảo vệ cho em mà, phải không? Phải, nhưng mà... Ê, đã quyết định rồi thì gọi điện cho luật sư Lâm đi. Không phải rảnh rỗi gì chứ, tới đây coi người ta câu cá. Phải rồi. Anh hai,
Nhìn kìa. Gì vậy? Tóc màu cam kìa, nhớ không? Tìm được sợi tóc màu cam ở trên xe Điện Thế Nam. Đừng nghĩ nhiều nữa, chặn cổ lại trước. Thiệt ngại quá. Thì ra là cậu, tôi nhận ra cậu rồi. À đúng lúc quá hả? Hai người đã theo dõi tôi lâu lắm rồi đó, tới nữa mới nói với ông. Nè không được đi, tại sao phải theo dõi tôi? Chúng tôi không có theo dõi ông. Cảnh sát không phải lớn lắm đâu, Hồng Kông là nơi có luật pháp. Tôi cần có sự giải thích hợp lý, người đàn bà đó đi mất rồi. Tôi phải khiếu nại hai người. Tại sao sếp lại phái người theo dõi tôi? Anh Hai Nguyên à, chắc chắn ổng có tật giật mình, ổng cố ý cản trở tụi em. Đúng đó, đó là tụi em nhìn thấy. Hai người nói cái gì vậy? Xin lỗi ông Điền đi. Kêu hai cậu bảo vệ cho ông Điền, sao gây ra sự hiểu lầm như vậy? Bảo vệ cho tôi? Chúng tôi sợ hung thủ đi giết em trai ông bất lợi cho ông, cho nên lén lút phái người bảo vệ ông. Vậy sao? Mà xin lỗi đi. Ông Điền, xin lỗi. Xin lỗi. Tôi bỏ đi. Mọi người ra ngoài đi. Yes sir. Thưa Đăng Thái à, hồi nãy khi tôi đang theo dõi nhìn thấy người đàn bà có tóc màu cam. Ông có phát hiện hay anh thấy người đàn bà đó không? Chắc là không. Hay anh có nhìn thấy khuôn mặt người đàn bà đó hay không? Không thấy. Quan trọng là đừng để Điền Thế Đông biết được mình đã phát hiện manh mối này. Ừ. Sau này tôi sẽ kêu anh em làm việc cẩn thận một chút. Sau này cảnh sát các anh có hành động gì làm ơn báo với tôi một tiếng. Nhất định. Anh Nguyên, vị số 2. Cảm ơn. Thật ngại quá ông Điền. Anh Kỳ à, đưa ông Điền ra ngoài trước đi. Dạ. Mời ông Điền. Cảnh sát. Tạm biệt. Alo. À, đợi chú nha. Ông Điền ơi, có chuyện gì? Luật sư Lâm gọi đến nói báo cáo xét nghiệm ADN của Niếp Tân Tân đã có kết quả rồi. Báo cáo xét nghiệm ADN của cô Niếp Tân Tân đã có kết quả rồi. Báo cáo đã xác định cô Niếp đích thực có quan hệ huyết thống với ông Điền Thế Nam. Chúc mừng cháu. Bây giờ tôi chính thức tuyên bố tất cả tài sản của ông Điền Thế Nam sẽ do một mình cô Niếp Tân Tân thừa kế. Vậy luật sư Lâm, chừng nào tôi có thể nhận số tài sản? Cô qua bên Mỹ làm thủ tục xong có thể nhận bất cứ lúc nào. Vậy thì phải mau mua vé máy bay. Chúng tôi xin phép. Cảm ơn nhiều. Bye bye. Tôi cũng xin phép. Tạm biệt. Cảm ơn ông nhiều. Này gì à, chị đoán coi ông có ra tay sớm như vậy không? Con đừng sợ, bình tĩnh đi. Chị đang thấy tình hình bên đó như thế nào? Yên tâm đi, không có nhìn thấy người nào khả nghi. Bên tôi không có gì. Mày có tóc màu cam, đừng để bỏ rời khỏi khách sạn. Không thấy bà ta? Không có, tụi em không thấy người đàn bà có tóc màu cam xuất hiện. Không lẽ bà đã chạy thoát ở lối ra của bãi đậu xe? Anh Nguyên, bảo vệ bãi đậu xe nói là không thấy người đàn bà tóc màu cam xuất hiện. Không lẽ bà ta còn ở phạm vi khách sạn này sao? Chúng tôi là cảnh sát. Có nhìn thấy người đàn bà nhuộm tóc màu cam thuê phòng ở đây không? Màu cam? Có. Đã ở một tuần rồi. Cô tên gì? Ở phòng số mấy? Để tôi kiểm tra giùm sếp. Được, cảm ơn. Cô tên Phùng Hân Hân, ở phòng 1020. Cảm ơn. Mà lớn mà nhỏ, hai cậu ở lại đi. Yes sir. Không lẽ cô bỏ đi rồi? Là ai vậy? Cảnh sát. Sao mở cửa lâu vậy? Tôi đang gội đầu mà, đâu biết có chuyện gì. Chúng tôi có chút chuyện muốn hỏi cô. Hay là để cô gội đầu xong đã? Tôi không rảnh đâu. Có chuyện gì thì cứ hỏi đi. Vậy làm phiền cô lấy giấy chứng minh đi coi. Cũng được. Anh Huy, gọi xe cấp cứu. Tiểu Đăng Thái, sao rồi? Không ngờ lại bà đi bảo thiệt á. Quay cổ à?
Sếp nói ai vậy? Người đàn bà đó đó. Ở khách sạn bao nhiêu người ra vào? Có gặp cũng quên rồi. Nhìn ông tóc màu cam đặc biệt như vậy, ông không hề có chút ấn tượng gì sao? Tôi bận lắm. Chúng tôi đã kiểm tra ghi nhớ bên xuất nhập cảnh rồi. 30 tây tháng 10, cô từ bên Mỹ nhập cảnh. Và đêm đó, Điền Thế Nam cùng Đỗ Tử Tuấn bị hại. Hai người đó là ai vậy? Quan hệ gì với tôi? Chúng tôi tìm được loại son màu tím trên người của Đỗ Tử Tuấn. Loại son màu tím á, có rất nhiều người xài mà. Vậy thì sao? Chúng tôi cũng tìm được sợi tóc đã nhuộm màu cam trên xe của Điền Thế Nam. Tức cười thật. Tôi nhuộm tóc màu cam, tôi chính là hung thủ à? Cảnh sát Hồng Kông mấy anh á, đúng là hồ đồ quá mà. Cô nói cái gì? Cũng giỡn trò à? Nè, anh nói chuyện cách sáo một chút được không vậy? Cô có thể hợp tác một chút được không? Nè, thứ nhất, tôi có thể thưa cô cất giấu vũ khí. Thứ hai, cô bắn nhân viên chúng tôi bị thương. Tôi có thể thưa cô cố ý mưu sát. Cả đám mấy người cầm súng xông vô phòng tôi đâu biết mấy người muốn làm gì chứ. Chúng tôi là cảnh sát, chúng tôi có đầy đủ giấy chứng nhận. Xin lỗi nha, lần đầu tiên tôi tới Hồng Kông, thật tình tôi không biết giấy chứng nhận của cảnh sát là như thế nào. Sao mà biết có giả mạo hay không? Lâu quá vậy, 3 tiếng đồng hồ rồi. Bác cô nghỉ một lát đi, đừng lo lắng quá. Không lo sao được, viên đạn chứ bộ. Không biết có bị lủng phổi không. Bác sĩ nói viên đạn nó bắn lệch qua không có trúng phổi. Không trúng phổi thì cũng chảy máu, chảy máu nhiều sẽ chết. Ê trời ơi, bậy bạ quá. Đó là con của chú mà, đừng có nói bậy, chú Trung mà. Vậy đúng đó chắc không sao đâu. Cha con tôi cũng xui thiệt. Vừa mới dọn nhà thì tôi vào viện 2 lần, còn nói thì thất tình 3 lần, bây giờ còn bị trúng đạn nữa. Anh nói có phải phong thủy căn nhà có vấn đề không? Yên tâm đi, Tiểu Đăng Thái sẽ tai qua nạn khỏi mà. Xếp tên tới kìa. Tiểu Đăng Thái sao rồi? Cô có ở trong phòng cấp cứu. Người đó đã nhận tội chưa? Dạ chưa. Bắt quả tang tại chỗ cũng không nhận. Thế giới gì vậy? Cảnh sát mấy cậu làm việc kỹ gì vậy? Đang làm việc mà. Chú Trung à, bây giờ mà lớn mà nhỏ đang tra hỏi bà bằng cách tra tấn. Nó mà không nhận là tôi liều mạng à. Nè nè, bác sĩ ra được kìa. Mau hỏi coi tôi có sao không. Bác sĩ, tôi sao rồi? Tôi không sao. Tôi đã lấy viên đạn ra dùng cổ rồi. Ây trời, đúng là tạ ơn trời đất. Vậy phải cũng trả lễ mới được. Cảm ơn bác sĩ. Chúng tôi có thể vào thăm cổ không? Thuốc kim mê trong người bệnh nhân vẫn chưa hết, sáng mai mới tỉnh. Sáng mai mọi người hãy tới đi. Cảm ơn. Chú về nghỉ đi. Không cần đâu. Tôi ngồi ở đây đợi nó tỉnh được rồi. Trời ơi, hồi nãy bộ chú không nghe à? Bác sĩ nói ngày mai nó mới tỉnh. Chú ngồi đây cũng vô ích thôi. Phải đó. Có về nhà thì cũng nhìn 4 bức tường thôi chứ làm sao. Bác à, hay là vậy đi. Cháu đưa bác về nhà nha. Tối nay cháu rảnh rỗi, sáng mai cháu sẽ chở bác tới đây. Phải đó. Vậy hả? Sáng đó bác nấu chút gì cho Tiểu Đan ăn luôn. Vậy cũng tốt. Cháu cũng chu đáo thiệt. Bye bye. Bye 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 bye. Ê, trời ơi, nó không sao thì hay quá. Sáng mai tôi phải đi cúng trả lễ giùm nó mới được á. Anh Hai Quy, sao rồi, nhận tội chưa? Đã hỏi bà suốt đêm, bà cũng không nhận gì hết. Phải đó, cứng đầu thứ mù. Nếu bên pháp chứng có báo cáo xét nghiệm rồi, cổ không nhận cũng không được. Alo, Tiểu Đăng Thái hả? Em tỉnh rồi à? Nè, em đừng lo lắng quá, cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi. Được rồi, nghỉ ngơi cho khỏe đi nghe. Cổ có sao không? Ok, bye bye. Nè. Cúp máy rồi, cổ không sao, mọi người đừng lo. Nè anh Nguyên à, bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Hay là moi tỷ của Phùng Hân Hân đi. Tôi có hẹn luật sư Lâm, lát nữa gặp mặt. Có lẽ ông sẽ giúp được cho chúng ta. Ông Điền, hãy xếp bạn có chuyện gì vậy? Chúng tôi muốn ông cung cấp một chút tin tức về vụ án mạng của em trai ông. Ngồi đi. Ông và cô Phùng Hân Hân có quan hệ gì? Phùng Hân Hân? Tôi chưa bao giờ nghe tên này. Người đàn bà nhuộm tóc màu cam mà hôm đó ông đã gặp. Vậy sao? Có quan hệ gì với tôi? Chúng tôi nghi ngờ cổ là hung thủ để giết chết em trai của ông. Vậy à? Sao phản ứng của ông bình lặng quá vậy? Sếp nói vậy là ý gì? Không có gì. Chúng tôi muốn hỏi ông có quan hệ gì với cô Phùng Hân Hân. Hãy trả lời giùm đi. Tôi và cổ không có quan hệ gì. Chúng tôi đã nói chuyện với luật sư Lâm. Ông ấy nói Phùng Hân Hân là tình nhân của ông. Hay là nói vậy đi, bây giờ cổ là bạn gái của ông. Vì cô Phùng mà ông đã ly dị với vợ của ông. Ông còn phải chi số tiền cấp dưỡng rất lớn nữa. Phải. Vậy thì sao? Chúng tôi có quan hệ mật thiết là chuyện trước kia. Đã lâu tôi không có gặp cổ rồi. Tôi cũng không biết cậu đã tới Hồng Kông. Vậy sao hôm gặp ở hội trường lớn, hai người tỏ vẻ như không quen biết nhau? Còn nữa, hôm đó ở ngoài cảng, ông đã cố ý cản trở cảnh sát chúng tôi làm việc để Phùng Hân Hân thừa cơ chạy thoát. Các người điên thiệt.
Tôi không có làm như vậy, chỉ là trùng hợp thôi. Mấy sếp không có lý do gì để nghi ngờ tôi. Chúng tôi đâu có nghi ngờ ông. Chúng tôi chỉ muốn làm rõ mối quan hệ giữa ông và cô Phùng Hân Hân thôi. Ông Điền, ngày nào vụ án của em trai ông chưa phá được thì ông cũng không được rời khỏi Hồng Kông. Chúng tôi sẽ tìm ông hỗ trợ điều tra bất cứ lúc nào. Không dám làm phiền ông nữa. Chà, tóc của kẻ bị tình nghi cũng nhuộm màu cam. Không lẽ lần này đã bắt được hung thủ thật sự sao? Cái gì phải đoán chứ, chúng ta làm PCR xong rồi thử ADN thì sẽ biết ngay. Chà, khùng lành quá ha. Tôi ra ngoài nha. Ok. Thế nào, có kết quả ADN rồi hả? Vậy mới xong xuôi. Chà, lẹ tay quá. Chỉ ông hỏi theo anh thôi. ADN của kẻ bị tình nghi hoàn toàn phù hợp với ADN của vết máu trong móng tay của nạn nhân. ADN của tóc kẻ bị tình nghi và ADN của tóc phát hiện trên xe của một nạn nhân khác đều giống nhau đó. Tôi nghĩ chúng ta nên lập tức báo cho sếp Tăng biết. Chúng tôi tìm được một sợi tóc trong phòng cô ở khách sạn và lấy đi làm xét nghiệm ADN. Xác định phù hợp với ADN của vết máu để lại trong móng tay của Đỗ Tử Tuấn. Đồng thời, ADN của sợi tóc đó cũng phù hợp với ADN của tóc mà đã tìm được trên xe của nạn nhân khác là Điền Thế Nam. Cô có gì muốn nói không? Tôi không có gì nói cả. Vậy Đỗ Tử Tuấn và Điền Thế Nam có phải do cô giết? Phải. Tại sao? Bởi vì Điền Thế Nam chơi tôi xong rồi muốn đá tôi. Tôi không cam tâm, cho nên tôi đã giết hắn. Điền Thế Nam chơi cô? Bởi vì tôi yêu hắn, hắn hứa sẽ đám cưới với tôi. Ai ngờ sau cùng mới biết là hắn đã gạt tôi. Cô nói Điền Thế Nam chơi cô, vậy Điền Thế Đông? Tôi không quen với ổng. Cô đừng nói dối nữa. Điền Thế Đông đã thừa nhận quan hệ giữa cô và ổng rồi. Có phải cô có âm mưu với Điền Thế Đông để giết chết Điền Thế Nam không? Không phải. Không phải đâu, không liên quan tới ổng mà. Chuyện không phải như vậy, mọi chuyện đều do tôi làm. Vậy tại sao cô phải làm vậy? Vì tiền. Bởi vì Thế Đông đã bị thất bại trong làm ăn. Anh muốn nhờ Điền Thế Nam để xoay sở. Ai ngờ Điền Thế Nam thấy chết không cứu, dứt khoát không cho anh mượn tiền. Tôi thấy anh Đông đã tới bước đường cùng, cho nên tôi tự nghĩ cách. Tôi cố tình từ Mỹ trở về Hồng Kông để năn nỉ Điền Thế Nam giúp cho anh Đông. Là cô à? Phải. Vô nhà đi. Cảm ơn. Anh giúp ảnh đi, cho ảnh một cơ hội đi mà. Ai ngờ hắn không nghĩ tới tình anh em, đã từ chối yêu cầu của tôi. Anh Nam, tôi cầu xin anh, anh giúp cho ảnh lần chót đi. Chuyện này không phải là chuyện lần đầu tiên. Ảnh ở từng tuổi này, làm việc gì cũng phải chịu trách nhiệm. Cô đừng nói tốt cho ảnh. Từ đầu tôi đã có kế hoạch sẵn. Nếu như hắn tuyệt tình như vậy, tôi cũng không nương tay. Anh Nam à, tôi khát nước quá, có thể cho tôi uống ly nước không? Được, cô đợi một chút. Cảm ơn. Tôi bỏ thuốc độc vào trong ly. Tôi biết nếu Điền Thế Nam chết, anh Đông sẽ hưởng tất cả tài sản. Uống miếng nước đi. Cảm ơn. Cô làm bao nhiêu việc cho ảnh? Tôi không phục cô lắm. Cô trở về nói với ảnh, cứ cố gắng làm lại từ đầu, có lẽ vẫn có cơ hội trở mình. Thực ra tôi chỉ có người anh hai này, tôi cũng không muốn ảnh như vậy. Tôi cũng... Hèn chi trên đầu của Điền Thế Nam lại có loại sợi của thảm sàn. Sau đó tôi làm sạch hiện trường, dụi hết những dấu tay của mình, kéo Điền Thế Nam ngồi lên ghế salon. Cái ly để bên cạnh, dựng cảnh như là hắn uống thuốc tự tử. Vậy cô Đỗ Tử Tuấn, tại sao cô lại giết ảnh? Tôi không muốn giết ảnh đâu, nhưng mà tại ảnh không may, trong lúc đó lại mò tới nhà.
cô là... Ông Điền! Ông Điền à, ông không sao chứ? Ông Điền! Ông Điền! Ông Điền! Cô à, có gì từ từ nói. Giờ ngã ngồi lên lại đi. Không ngờ kỹ không, tôi lại giết một người lạ mặt. Tôi đành phải thay đổi kế hoạch định sẵn của mình, để xác của Đỗ Tư Tuấn ở lại, khiêng Điền tới Nam đi. Tôi mặc áo của Điền tới Nam, đội nón của hắn, hy vọng có người nhìn thấy tưởng tôi là Điền tới Nam. Bấm còi xe để làm cho cô gái đó chú ý, để cảnh sát tưởng rằng Điền Tế Nam vẫn chưa chết. Hắn giết người xong rời khỏi hiện trường. Tôi chở Điền Tế Nam tới bên núi. Sau đó để cái ly của hắn bên cạnh. Dựng cảnh Điền Tế Nam giết người xong sợ tội uống thuốc độc tự tử. Cả câu chuyện là như vậy, do một mình tôi làm, không liên quan tới anh đâu. Nếu Tân Tân trở thành người thừa kế di sản của Điền Tế Nam, nếu như Điền Tế Đông không có nói với cô thì chuyện này không ai biết được. Sau đó cô mai phục sẵn ở bãi đậu xe, muốn giết tiếp Nếp Tân Tân. Một người đàn ông vì tiền đã bắt cô giết những người vô tội hết người này đến người khác. Vậy mà cô vẫn còn bao che và yêu ông ta, ôm hết mọi chuyện vào người cô cảm thấy xứng đáng sao? Chính cô và Điền Thế Đông âm mưu giết người. Ông Điền, ông tới đi đâu vậy?蒸发，仍即隐去悠悠。烈焰在乱灼，灼痛应放手，手边仍渴望拥有。有过了爱情，有伤口。是恨或是爱，爱借益爱偷偷得原半分不够。